anh muốn kêu lên trong nghẹn ngào dối hờn. Anh nghĩ gì khi thấy em lặng lẽ từng đêm phấn son nhạt nhòa, lặng lẽ từng đêm khói bay mịt mờ ngồi đợi vũ trường. Biết anh còn yêu em hay biết sau này xa nhau, đừng làm khổ thêm, đừng xem em như cánh chim hoang bay về đêm. Em có lẽ quá thông minh khi chọn cái liên khúc của em, nó hợp với cái không gian này. Vì vậy em đã được 20 điểm đầu tiên. Mà em còn là cái nhiều vinh dự nữa là 10 điểm của hồi tuần trước á. Bây giờ cũng được cộng vô đó dạ, nha. Vâng ạ. Nhưng trước hết hãy xem ban nhạc như thế nào đây. Dạ. Xin mời kết quả từ ban nhạc quyền năm. Quang Trung bây giờ anh cảm nhận như thế nào khi anh đứng gần Hà Thúy Anh hơn? Càng lúc càng gần càng thấy em đẹp hơn. Dạ, dạ. Trời ơi, giống thi ca nhạc là như thi hoa hậu vậy đó. Xin nói về cái chuyên môn của em ngày hôm nay, em hát cũng rất hay đó. Dạ. Hát chính xác, cao độ chính xác và tiết tấu nhịp nhàng em hát rất là tốt. Chúc mừng em. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Anh Phong, có lẽ là hai người kỹ với nhau sao mà tự nhiên cái anh Trung đứng gần cái anh sụt xuống 8 điểm vậy? Lần này em thể hiện cái bài này lúc đầu thì nghe còn ổn ổn, còn lúc sau em hơi, lúc mà em lên cao mà em ngân em hơi bị vỡ. Dạ. Cái này em cố tình vỡ hay là em vô tình nó vỡ vậy em? Dạ, tại lúc em nhớ lại những lời nhắc của anh Hoàng Bách đó, nên là cái đoạn cao trào đó em cho nó hoài luôn, thoát luôn. Bây giờ là tại vì em giỏi quá cho nên phải soi kỹ. Kết quả số điểm từ ban nhạc quyền năng: 80 điểm cộng với 20 điểm, 100 điểm cộng với 10 điểm nữa, em sẽ được 110 điểm. Xin mời sự chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Tuần này em hát có hồn với bài hát, diễn xuất hay nhưng mà thiếu cái chất ngọt một chút xíu thôi. Dạ. Chúc mừng em. Vâng, em cảm ơn chị. Xin cảm ơn. Xin mời giám khảo tiếp theo. Hôm nay em đã chọn cái nhạc phẩm hơi buồn mở đầu. Nhưng mà thật ra thì em không có làm cho khán giả thất vọng và cũng không có làm cho bản thân anh thất vọng. Thì anh chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn anh. Xin mời Dương Triệu Vũ. Cái tiết mục của em á chỉ có một vài nốt bị trên thôi. Nhưng mà hình như Vũ cảm thấy nó bị thiếu thiếu cái gì đó. Có thể nào anh Huy có thể diễn giải được cái tình trạng này được không? Nhạc trưởng sẽ có sự cảm nhận toàn cục hơn. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Cái gì hay nhất để ở cuối. Đằng này cái này hay nhất mình đã để ngay đầu rồi. Dạ. Rồi sau cùng mình nhắc lại cái hay nhất mà mình đã trình làng từ đầu. Thì có cái gì mới lạ không? Chưa. Cẩn thận cái điều đó. Lần sau hãy đưa một cái gì nhẹ nhẹ ra trước. Thế xong rồi kết bằng một cái câu cao trào như thế. Thì tôi chắc chắn rằng bạn sẽ được 10. Wow. Dạ vâng ạ. Dạ, em cảm ơn anh Đức Huy. Dạ vâng ạ. Nếu như mà em được quay trở lại thì có lẽ em sẽ làm tốt hơn lần này. Một tràng pháo tay chúc mừng Hà Thúy Anh. Chẳng mong chờ, tôi chẳng hy vọng không.
không? Không phải 20 người mà ở trên này khán giả đứng dậy nhảy mới là điều tuyệt vời. 20 điểm đầu tiên, chúc mừng em ơi. Cái người bị chuyển động liên tục như thế này mà em hát được, em không mất hơi là sao? Em có thể cho mọi người biết bí quyết. Anh nói xong em nín thở luôn, em ngợp thở luôn. Em phải lấy bình tĩnh và sẽ trả lời sao. Bây giờ kết quả số điểm từ sự ca hát kết hợp với cha 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 của Mỹ Ngọc là đây. Em phải xem một người đầu xong 10 điểm, một người cuối xong 10 điểm. Em có 2 điểm 10 rồi. Wow. Xin mời violon anh Thảo. Bản thân anh thì thích cái nhịp điệu cha 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 này kết hợp với bộ đồ của em rất đẹp. Dạ, em ơi, em cộng từ hình thức đến nội dung được 10 điểm rồi đó. Còn anh Khoa, một người rất cổ điển với piano cũng rộn ràng với cha cha cha. Trời, Latin cha cha sướng vậy đó. Không cho 10 uống quá. Trời ơi, cái khuynh hướng của ban nhạc ngày càng thể hiện rõ. Ông Thắng mím môi, le lưỡi, người sao 8 điểm. Em là rất là hợp với ban nhạc, từ bề ngoài cho tới biểu diễn này nọ. Lý do điểm 8 là tại vì anh thấy em lựa cái bài này nó hơi an toàn quá. Nếu được vào phòng trong, Ngọc sẽ chọn bài nguy hiểm hơn. Nhưng mà nếu mà nguy hiểm á, Ngọc mà rớt, lúc đó Ngọc bắt đền cả ban nhạc luôn đó. Và thưa quý vị, tổng số điểm từ các thành viên ban nhạc với Mỹ Ngọc là 82 điểm, cộng với 20 điểm, 102 điểm. Wow! Hãy nghe chia sẻ từ ban giám khảo. Khi mà em trình diễn đó, em nhảy đó, chị nhìn cái khuôn mặt em á, nó sexy mà nó cuốn hút người ta lắm kìa. Gợi cảm lắm kìa. Chúc mừng em nha. Em cảm ơn chị nha. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh ạ. Nhìn chung thì cái sự trình diễn của em rất là lôi cuốn. Nhưng mà đúng là mình đồng ý với lại Thắng hồi nãy nói là cái bài này nó quá đơn giản với em, chuyên về khiêu vũ hơn, nó không có gì để em phô diễn cái hay của em. Xin cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh. Xin mời giám khảo Dương Triệu Vũ. Vũ không thấy bài này dễ là tại vì em vừa phải nhảy vừa phải hát. Nếu như mà Vũ mà là sẽ có cố vấn về cái phần trình diễn này á, thì ngay giữa bài hát Vũ sẽ xin ban nhạc chuyển qua samba, xong mình làm một cái vài đoạn nhảy thiệt là đẹp mà nhảy không solo thôi, không hát nữa, rồi xong trước khi đó mình out thì nó sẽ càng đã hơn nữa, mình đẩy cái cảm xúc lên nữa. Và hy vọng ở phòng trong Vàng sẽ mạo hiểm hơn nữa nha. Cảm ơn Mỹ Ngọc rất nhiều. Mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình yêu em ngày nào. Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ trăng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào. Một lần gặp gỡ như tình đã xa xưa. Mây có bay và em có hay, ta ngại ngùng yêu em lần đầu. Ta đã say hồn ta ngất ngây, men yêu đương đã thấm cuộc đời. Một lần nào đó
bước bên em âm thầm. Một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người. Yêu em, ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ. Bên em ta hát khúc mong chờ. Ngày nào người cho ta biết tình là đắm say. Ngày nào đời cho ta biết tình là đã ca. Chiều còn vương nắng gió đi tìm vết bước chân em qua bao nhiêu lần. Lời ru đan ngón tay buồn ngàn năm cho ra vắng hồn. Tuổi gầy nồng lên mông mắt trời còn mây tím để lá mơ nhiều. Lá khóc trên mi cho môi hương sầu. Chiều lên đỉnh núi ngang đầu nhận thương cho gót dâng sầu. Giận hờn xin ngập lối đi. Hàng cây mơ bóng bên đường gọi người khi nắng phai tàn. Gọi tình yêu vào lãng bản tình cuối và dấu tình sầu đã thuyết phục 20 thành viên Vũ Công 20 điểm. Chúc mừng. Xem số điểm ban nhạc như thế nào. Kết quả cho thí sinh là xin mời anh Kha. Bài thứ hai kết cái bài đầu thì em nối với lại bài thứ hai nó sẽ hay hơn, là em phải đợi lắng xuống. Bạn hát một cách quá an toàn, chẳng hạn là trong cái câu bạn hát là trời còn ươm nắng để gió đi tìm, rất đều đặn. Tại sao bạn không hát trời còn ươm nắng để gió đi tìm, nó khác hẳn. Thì đó là cái bạn thiếu, hãy để ý điều đó. Phần về phong độ cũng có thể là sức khỏe như nào đó chưa đủ để mình làm tốt những cái chỗ mà đột phá, những cái chỗ, những cái câu đắt nhất của bài hát. Kết quả số điểm là 74 cộng 20 điểm là 94. Chúc mừng em. Sự chia sẻ từ xem khảo Mạnh Quỳnh ạ. Anh lúc nào anh cũng yêu thích cái tiếng hay cái giọng hát của em. Nhưng mà tối đêm nay thì anh thấy em chưa có làm tốt cái vai trò của hai nhạc phẩm rồi. Cái những cái kỹ thuật em luyến lái nó chưa đạt yêu cầu. Xin mời giám khảo Dương Triều Vũ. Vũ chỉ muốn nói lần sau nhớ mạo hiểm hơn chút xíu. Tại vì đây là một cuộc thi, và bây giờ tới cái vòng này thì ai cũng có bao nhiêu là chơi hết với nhiều. Cho nên đừng an toàn nữa nha. Mọi người đồng ý không? Yeah. Chơi tên nha. Xin cảm ơn. Cảm ơn Phúc Lâm.
in its time to win back your love again. I will be there. I will be there. Only love can bring back your love again. I will be there. I will be there. Babe, I try to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, your love, to shoot. Với cái bài nhạc khá là feeling như thế này, anh chị không nhảy tiếp ạ? Lúc đầu thì nghe rất là dễ nhịp, lúc sau làm như nghe nhịp không rõ vậy đó, cũng là không nhảy được đi vào. Xin cảm ơn cô chú, xin cảm ơn hai bạn. 16 điểm, chúc mừng em. Chúng ta đến kết quả từ ban nhạc. Cái người mà chơi guitar rất là réo rắt, từng câu từng chữ, sẽ cho biết ý kiến á. Anh rất là mê cái giọng hát của em. Khi mà em lên cao độ, ống đã lắm. Nhưng mà thật sự cái lỗi mà lỗi quên lời á, cho em căng thẳng quá hay là gì em quên. Em ráng khắc phục cái nhược điểm mà hát bị chinh á, cái đó là điểm yếu lớn nhất của em. Trong khi giọng quá trời đẹp. Xin mời người cho điểm cao nhất, anh Thảo, violon. Có một đoạn mà Nghĩa đã quên lời ha. Quên lời ha? hay là canh nhịp không được ha. Có những cái khoảng là Nghĩa bay quá cho nên là nó bị chinh, nó hơi chinh chút. Nó có những cái điểm trừ là chính vì những cái chỗ đó. Xin cảm ơn anh Thảo. Kết quả bảng điểm của thí sinh từ các thành viên ban nhạc. 70 điểm, cộng với 16 điểm, em có 86 điểm. Quang Nghĩa, 86 điểm. Cảm ơn ban nhạc, cảm ơn tất cả mọi người. Các thành viên giám khảo về bài hát này cảm nhận như thế nào? Xin mời giám khảo Phi Nhung.
Chị thấy khi mà em lên cao, chị thấy nó cứ bị lạng chứ nó không có, nó bị chinh đúng không ạ? Quỳnh thấy là đỡ nhiều đó, đỡ hơn nhiều lắm rồi đó. Một bài hát này rất là nổi tiếng, Mạnh Quỳnh thì nhạc nhạc quê hương, nhưng mà mình nghe cái bài này lúc Mạnh Quỳnh cũng từ nhỏ tới bây giờ rồi, thì Mạnh Quỳnh thấy có một cái gì đó nó không có được tròn trịa cho lắm. Anh hy vọng là em sẽ khắc phục hơn trong những dòng sau. Dạ nếu có. Em cảm ơn anh. Biết được là giỏi. Vũ biết là bạn đã cố gắng hết sức, nhưng mà Vũ chỉ góp ý một cái thôi. Và nhạc rock cái gì nó cần nhất? Cần nhất là sự bất cần. Bạn còn cần quá nên bạn bị căng thẳng. Cứ chơi tới thôi, hát cái bài của mình một cách thoải mái nhất, đã nhất. Em cảm ơn rất nhiều. Em cảm ơn rất nhiều. Yeah. Chúc mừng em. Yeah. Thưa quý vị, và bây giờ thí sinh nào sẽ tiếp nối chương trình, đừng quên những tràng pháo tay cổ vũ cho họ thật nhiệt tình. Xin mời. Chim khế ngọt, trâu con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rước bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đường. Quê hương là con đò nhỏ em đêm khua nước phiên sơn. Quê hương là câu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài thềm. Thưa quý vị, trong số 20 các vũ công, chúng ta có 2 người đã không tiếp tục nhảy, bằng được 18 điểm. Chúc mừng. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, và bây giờ là số điểm từ các thành viên của ban nhạc quyền năng. Kết quả là... có 1 điểm 10. Wow. Kết thúc phần thi vừa rồi của mình thì em cảm thấy nó chưa có được hoàn hảo lắm. Nhưng mà khi quay lại và nhận được điểm 10 từ thành viên trong ban nhạc thì em cảm thấy nó an ủi lại phần nào. Xin mời Minh Kha. Hôm nay
em có một tiết mục diễn tốt hơn tiết mục tập trước rất nhiều. Và thứ hai nữa, em có cái đoạn biến tấu ngay cái đoạn giữa bài, em có cái hò nó lắng xuống và nó tạo được cái anh một cái cảm xúc rất là lớn. Và cộng thêm một nữa là cái chiếc áo dài của em, anh rất thích. Em cảm ơn. Rất tuyệt vời. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Hôm nay tôi nghe thấy có một vài chỗ nó có vẻ như là nó lo ra, nó không có thoải mái cho lắm. Và riêng về cái phần hò mà bạn Kha nói đó, thì tôi thấy là một ý tưởng hay, nhưng mà nó chưa được làm trọn vẹn. Tôi nghĩ là bạn phải chuẩn bị cái hơi cho nó dài hơn và nó dứt khoát, nó không có do dự trong cái những cái luyến láy. Xin cảm ơn ban nhạc. Thưa quý vị, tổng số điểm từ ban nhạc là 78 điểm và cộng với 18 điểm, thí sinh chúng ta đã có 96 điểm. Chúc mừng. Chúng ta sẽ nghe sự chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Đối với anh thì theo những cái giọng trước em đã trình bày thì giọng này em khá hơn rất là nhiều. Em trình bày nhạc phẩm quê hương này rất là có tình cảm và có hồn. Chính em nên giữ cho khả năng của mình cho tốt hơn. Xin cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh. Xin mời ca sĩ Phi Nhung. Cô Nhung ủng hộ con mấy cái điều con sáng tạo. Con đã đưa cái câu hò vô cái phần nhạc chính giữa. Và nếu con có muốn hò thì con phải nghe kỹ những cô chú đi trước hò và con giữ cái hơi cho mình nhiều để mà mình hò nó không có bị mệt. Cái ý tưởng đó thì cũng mới suy nghĩ ra thời gian gần đây thôi, cho nên là khi mà phối vào rồi thì nó không được hòa quyện lắm và làm khựng lại cảm xúc của người nghe. Hy vọng rằng con sẽ có vững niềm tin và sáng tạo để giữ vững tinh thần và tình yêu của mình với âm nhạc. Xin được chúc mừng Trang. Thưa quý vị, và năm thí sinh của chúng ta đã hợp sức lại để vượt qua thử thách của chương trình như thế nào? Thưa quý vị, ta thì mình tập nó đơn giản, nhưng mà tập cho nó đẹp mà gây ấn tượng để được điểm, đây là kỹ thuật biểu diễn. Vừa sao vừa đẹp, vừa khỏe, vừa dễ thương mà gây ấn tượng. Điều này không đơn giản. Vì không đơn giản, chúng ta phải vỗ tay như là đang giỡn cho nó vui, phải không nào? Bắt đầu. Cô dạy em bài thể dục vui xa. Một, hai, ba. Bây hít thở. Hít thở. Hỏi đôi tay lên trời. Tụi tôi xa một hai ba, hãy biết thở, hãy biết thở, hai tay lên trên trời, vai vai trước ngực, buông cả hai tay, buông cả hai tay, một hai ba, hãy biết thở, hai tay trước mặt, buông cả hai tay. Các bạn nên nhớ rằng thả tạ trước khi nhạc kết thúc là thua. Hiểu chưa? Trời ơi, có 12kg cái gì đâu mà. Đưa con. Đây nè, đây, đây nè, xem bé nè. Đứng vô lên nha. Thưa quý vị, cái quá trình này cũng là vui, nhưng thật ra nó rất là bổ ích. Nếu các bạn có thể lực được nâng lên thì các bạn sẽ không ngại gì những ca khúc khó hay là cao hay là trầm vân vân. Xin mời ban giám khảo quyết định. Phiếu đầu tiên của em sẽ là Mỹ Ngọc. Ngọc. Ê, cái chữ Ngọc em đừng có lên cao quá, nó thành dấu sắc. Chứ phải bốn cực nào. Em chọn con này nè. Bà Mỹ Ngọc phải không? Mỹ Ngọc. Ba người thống nhất Mỹ Ngọc hết, đúng không? Chúc mừng Mỹ Ngọc. Em cảm ơn mọi người. Quý vị,
đội ngũ sẵn sàng. 3, 2, 1, chào. Và bây giờ chúng ta cùng chào đón tiếp tục xem phần tiết mục dự thi sẽ là gì. Trong đôi mắt em anh là tất cả, ngàn niềm vui là hạnh phúc anh dấu yêu. Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa sang buồn và em chưa thuộc về. Sẽ cố quên khung trời hoang mộng ngày hè bên này, tình mình đến rất nhanh. Em sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau, rộn ràng như đã dấu mong ước trong thoáng giây. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau, rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau, rộn ràng như đã dấu. Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những khán giả của trường quay. Các bạn đã hết lòng, đã chăm chú từng câu, từng chữ của thí sinh. Xin được cảm ơn sự nhiệt tình, đáng yêu. Và em ơi, của các vũ công thì em nhìn thấy gì không? Có ai ngồi không? Có ai ngồi xuống không? Không có. 20 điểm, chúc mừng, xin cảm ơn. Em biết tại sao họ không ngồi không? Tại ban nhạc đánh hay quá, cho nên là mọi người không muốn ngồi. Cho một tràng pháo tay cho ban nhạc. Và thưa quý vị, kết quả số điểm thì các thành viên với Như Trang là 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. 10. Wow. Cái người mà sản xuất ra, sáng tạo nên bài hát này đang mỉm cười sung sướng. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Tôi cảm ơn Như Trang đã chọn cái bài này hát. Tôi có cảm tưởng như là bạn đang hát cho tôi. Thành ra tôi sướng quá. Không có gì hạnh phúc hơn là được chính tác giả khen mình hát đúng cái hồn của bài hát. Đó là một cái điều rất 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 tuyệt vời. Hồi nãy tiếng đàn violon réo rắt quá chừng luôn đúng không? Anh xin được mời Hải Phượng, người đứng bên cạnh cây đàn violon. Rõ ràng là cái giọng hát đầy nội lực của bạn đã chinh phục được tất cả chúng tôi. Với một phong cách rất là yểu điệu, rất là dễ thương, chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được nghe. Chúc mừng bạn. Giọng hát đầy nội lực làm cho hạnh phúc, đúng không? Tổng số điểm của ban nhạc Quyền Năng là
82 điểm, cộng 20 điểm, 102 điểm. Chúc mừng. Chúng ta sẽ nghe bạn giám khảo chia sẻ. Hôm nay thì khi mà nghe bạn hát bài Như Đã Dấu Yêu thì Vũ cảm thấy được bạn đang kể một cái câu chuyện vừa tinh tế nhẹ nhàng mà vừa show được cái khả năng của bạn. Và thêm cái vóc dáng và cái khuôn mặt đó thì không thể nào thất bại được. Cho nên là Vũ chúc mừng ban nhạc một lần nữa nha. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Đối với chị em quá hoàn hảo luôn. Chị không biết nói như thế nào hết. Mà chị rất là vui. Chị nhìn anh Đức Huy mà anh phiêu, anh đờ, mà anh gật đầu, anh say mê. Ở đây nè, chị ngồi chị hồi hộp, chị sợ ở dưới vợ ảnh nó chạy lên không biết làm sao rồi mày cản nữa. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Cái bài Như Đã Dấu Yêu này cái nốt cao nhất là thấy nhau không, cao nhất không mà đến nhau về sau gì đó thì anh nghĩ thì em đã bung ra quá nhiều và em gồng cái giọng em quá thì nó mất đi cái chất ngọt ngào của một cái gì đó nó yêu, nó nhẹ nhàng của một người con gái. Cái bài hát nó làm cho em rất là feel, rất là xuôi theo cái dòng bài hát, cho nên là em không thể nào mà tiết chế lại bản thân mình 100% nữa. Mạnh Quỳnh của em á là nhẹ nhàng, thước tha, yếu điệu. Nhưng tại vì tánh của em quá đúng, mạnh mẽ, không đúng, không quá đúng. Đàn ông nữa, ổng đâu có cua em đâu. Mạnh Quỳnh là theo cái dạng như là và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu chính em xác luôn, chính yêu đúng. Em nhẹ nhàng, yêu em gọn gàng. Thưa quý vị, một tràng pháo tay nồng nhiệt chúc mừng cho Như Trang. Yeah! To the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within, it's only beginning to find. Push a sign, turn into your own, or cut you off. Chúc mừng. Đúng
Dạ, cho em sửa lại cái đồng một chút. Nói vậy mới đúng nè. Thưa quý vị, kết quả từ ban nhạc quyền năng với thí sinh Hồng Gấm là 10, 10, 10. Em thuộc về Nhung Gấm rồi chứ không phải Hồng Gấm đâu. Em có biết bao nhiêu điểm 10 không? Lúc đó em bị hoa mắt, hoang mang, không biết mấy con 10 luôn. Lúc đó không biết đếm luôn á. Ông Minh Khang này nè, em hát và ổng như bị say á, ổng đề mà ổng gục gặt. Cái chính là ban nhạc quyền năng muốn tìm kiếm những người nghệ sĩ muốn thử sức mình rất nhiều lĩnh vực, nhiều thể loại. Anh bắt đầu anh chào em. Em cảm ơn ạ. Xin mời, cái cây piano cũng không dễ tính chút nào. Xin mời anh Khoa. Hôm nay em có một cái đầm rất đẹp là một nè. Thứ hai là bài này em xử lý hay nhất từ trước tới giờ trong những các vòng của em. Và thưa quý vị, hãy xem Hồng Gấm nhận được bao nhiêu điểm từ ban nhạc quyền năng. 89 điểm cộng với lại 20 điểm, em đã có tổng số điểm 109 điểm. Em hình như giống chị Phi Nhung ở một điểm là em cũng có like phải không? Dạ, em like ba em với mẹ em ạ. Em không phải là một cô gái bình thường đâu. Em rất là có duyên. Thật sự là rất bất ngờ khi mà nghe bạn hát cái bài Listen. Tại bài này là Beyoncé hát mà cái kiểu như là muốn bóc mắt, bứt tóc đó. Mà hôm nay cái đoạn mà cao trào mà nó cứ treo thì Vũ cứ ngồi cầu nguyện là hy vọng em đầy đủ cái sức để mà đẩy lên những cái câu cuối cùng. Và quả thật là em đã không làm mọi người thất vọng. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Thì đây là một cái sự bứt phá không thể tưởng tượng được. Thì hôm nay anh thấy là như anh Minh Khang nói là anh bắt đầu anh sợ thêm rồi đó. Em quá bình tĩnh, em lại thành công một cái bài hát nó hay như vậy mà nó lên cao nó xuống thấp, em cũng vẫn bình tĩnh, em coi như không có cái gì xảy ra đối với em hết. Chị đi hát rất là nhiều năm mà ở đây chị sẽ học hỏi em cái điều này, khen em vô cùng. Em cảm ơn chị ạ. Và em được gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người ở đây ạ. Rất là vui, rất là cảm động. Xin được chúc mừng Hồng Gấm. Thật sự rất là hạnh phúc bởi vì mình đã hoàn thành rất là tốt cái phần thi của mình. Và có lẽ là chạm được đến nhiều trái tim của tất cả mọi người. Phải xót ngày vàng còn gì.
sen hoang vu lên phố gầy. Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn vô giấc xuân muộn về trên môi hồng. Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn vô giấc xuân muộn về trên môi hồng. Chúng ta có hai thành viên đang ngồi chống tay nghỉ mệt. Em được 18 điểm, chúc mừng. Thưa quý vị, chúng ta hãy xem với ca khúc vừa rồi, thí sinh Thái Sơn của chúng ta được kết quả số điểm như thế nào từ các thành viên ban nhạc Quyền Năng. Thắng, ý kiến của Thắng như thế nào về ca khúc vừa rồi của Thái Sơn? Em là một thí sinh mà anh nghĩ rất là nặng ký trong cái em bao nhiêu ký? Em 62 ký. Lý do anh để 8 điểm là tại vì nó an toàn quá đối với anh, em cảm giác đối với cái bài này. Tuy là em có phá cách, em có đổi một số chỗ nhưng anh vẫn cảm giác nó không đã. Ý Thắng muốn phá hơn nữa đúng không? Chúng ta cùng đến với phần chia sẻ của tay trống mà có thể nói là được bình chọn là người nhạc sĩ có mái tóc dài nhất ban nhạc. Ở độ tuổi của em mà em thể hiện cái ca khúc vừa rồi như vậy là rất là hay. Cái vốn sống của con người nó phải nhiều lắm mới đặt cái hồn vô được. Thì em lại đã làm được cái chuyện đó. Thì cũng rất may mắn, đây là một ca khúc mà em được nghe từ rất lâu, từ hồi học cấp 2 thôi. Hồi đó còn nghe, còn khóc rồi nữa. Tự nhiên khóc mà đó chứ yêu đương vậy nhưng mà cũng khóc. Tuy là lần đầu tiên thể hiện nhưng mà nó cũng là một cái hành trang rất là tuyệt vời để em có thể thể hiện ca khúc này tốt hơn. Thưa quý vị, kết quả tổng số điểm từ các thành viên ban nhạc dành cho thí sinh Thái Sơn là 79 điểm cộng với 18 điểm. Tổng số điểm của Thái Sơn là 97 điểm. Chúc mừng! Xin mời các thành viên ban giám khảo hãy chia sẻ cùng với thí sinh Thái Sơn ạ. Nhìn chung thì em trình bày nhạc phẩm này tốt lắm, ca rất là hay. Nhưng mà anh không thích cái phần ending của em. Từ đầu đến đuôi anh nghe nó đang hay, tự nhiên cái em ca cái câu cuối tự nhiên anh thấy tuổi sao nó kỳ vậy. Bây giờ là lớp trẻ bây giờ là thích vậy đó. Cái thế hệ sau lúc nào cũng chen vào cái giọng gió, cái giọng giả thanh gì đó. Cũng hay mà, đâu có gì đâu. Chị thích mấy em có sáng kiến như vậy. Em muốn thử thách và muốn thể hiện những cái khả năng của mình để được nghe những người giám khảo có chuyên môn nhận xét. Còn Dương Triệu Vũ nè. Ngay cái đoạn cuối của cái bài hát á, thiệt sự thay vì mà em hát bằng cái giọng gió đó, Vũ muốn em hát bằng cái giọng ốc ở trên á, nghe cho nó bứt phá luôn. Thì cái đó nó sẽ đã hơn rất nhiều. Em này cho thêm khoảng 5 năm nữa sẽ là một trong những cao thủ ở trong cái ngành hát này. Bây giờ em phải đi vô tướng cao thủ nha. Đi vô tướng cao thủ cho anh coi nè. Và thưa quý vị, bây giờ trong chương trình ban nhạc Quyền Năng, thí sinh nào sẽ tiếp nối chương trình sau đây? Nhớ đừng quên vỗ tay cổ vũ cho nồng nhiệt lên ha!
qua chút xuân thì trọn đời mình em muốn anh yêu em hoài. Hãy đến đây tan trong giấc mộng lành, từng ngày xa xa cánh vẫn yêu người ta. Trong mơ hồ loài người như cuốn đi trong tay say si đi cơ đấy si đi cơ đàn đà si đi cơ đấy si đi cơ đàn đà. Em yêu người say mê người cuốn biết như gió đang trắng mang thôi si đi cơ đấy si đi cơ đàn đà si đi cơ đấy si đi cơ đàn đà. Chưa bao giờ như bây giờ do ai nắng như sâu biết ta năm tàn quay chút xuân thì chọn đời mình em muốn anh yêu em hoài. Hãy đến đây tan trong giấc mộng lành, từng ngày dài xa cánh vẫn như người có. Dẫu đã xa tình như hình dâm rồi, cùng tình yêu anh say mê niềm tin luôn luôn tin nhé. Tháng năm tàn phai chút xuân thì trọn đời mình em muốn anh yêu em hoài. Hãy đến đây tan trong giấc mộng lành, từng ngày xa xa cách vẫn yêu người thôi. À, em ơi, làm sao mà em nấc lên cái tiếng đó nghe nó hoang dã được quá vậy hả? Em làm lại coi. Ôi, một cái khoảng vang nó hoàn toàn khác cái giọng bình thường của em. Không phải hoa vàng, cỏ xanh gì hết trơn luôn. Ây da, nghe nó sexy làm sao nhỉ? Cái đó là một trong những cái đoạn hay nhất của bài hát luôn đó. Tại vì nó làm cho người ta có những cảm nghĩ rất là táo bạo. Nó hoang dã lắm. Xem coi, đâu có ai mà ngồi nổi. Chúc mừng, 20 điểm. Kết quả từ ban nhạc Quyền Năng là Hải Phượng. Cô vẫn còn lắc lư chưa dứt. Những cái câu phiêu liên của bạn thì nghe rất là hay, rất là bay bổng. Nhưng mà cứ mỗi lần mà bạn quay lại giọng trầm thì rất là khó nghe lời, rất là tiếc. Dạ, tại thực sự mà nói thì hôm nay em trải nghiệm một cái thể loại mới hoàn toàn với chính bản thân em. Vâng, và cái điều đó làm cho ban nhạc sẽ rất là vui để có những cái sự sáng tạo từ thí sinh. Và kết quả số điểm từ ban nhạc sẽ là 77 điểm cộng với 20 điểm, bạn có 97 điểm. Chúc mừng. Thưa quý vị, chúng ta nghe sự chia sẻ từ thành viên ban giám khảo. Hôm nay em mặc một cái bộ đồ rất là sexy, trình diễn một bài rất là sexy. Nhưng mà tiếc là có thể là tại vì khi mà em nhảy đó, những cái nốt trầm cũng như là có một vài nốt thì nó không có được giữ vững. Nhưng mà hôm nay Vũ có thể nói là đây là một trong những tiết mục mà sôi động nhất mà khán giả ai cũng rất là thích và rất là enjoy. Cảm ơn em nha. Sự trình diễn của em nó có một cái sự mới lạ. Nhìn chung thì anh cũng rất là vui là em đã thử nghiệm một cái thể loại mới. Nhưng mà anh nghĩ rằng là có thể cái này không có phù hợp với em. Xin cảm ơn các thành viên ban giám khảo. Chúc mừng phần dự thi của em. Thưa quý vị, thử thách tiếp theo dành cho 4 thí sinh. Thưa quý vị, họ phải ứng xử như thế nào với những dụng cụ thể dục thể thao và làm sao để gây ấn tượng vào một tràng pháo tay nồng nhiệt. Cố lên, gây sự ấn tượng với ba giám khảo để đoạt giải nha. Yeah.
Cái này mà nhìn em về chắc chạy đi luôn. Chứ ngây ngô cái gì nói. Đội ngũ chỉnh tề tập hợp. Quý vị và các bạn, chưa bao giờ mà bài Đường Công được thể hiện nó công như thế này. Ba giám khảo hội ý cho 1 điểm 10 trong một trong bốn thành viên nào lắc mà quý vị thấy đã nhất. Em thấy hai cô bên này là hai người mà lắc nhiệt tình nhất nè. À. Và nhất là cô bên này là lắc như tay nữa. À, chơi coi như là eo xong rồi tới qua tay luôn mà nó hét lên nữa chứ. Phi Nhung chọn ai? Em chọn Như Trang. Tại vì vừa hát vừa vậy. Nói chung là em thấy ai sáng tạo chứ đẹp chọn thôi. Em chọn bạn bên này nè. Ban giám khảo thống nhất cho 1 điểm 10. Cho điểm 10. Điểm 10 Như Trang. Như Trang, chú Minh. Tất cả chú Minh tập hợp. 2, 3, chào. Thưa quý vị, chúng tôi xin được mời 9 thí sinh trở lại sân khấu để xem kết quả số điểm của mình. Thưa quý vị, chúng tôi đã tổng kết được số điểm và bây giờ thì xin mời ban giám khảo cùng quý vị khán giả hãy xem lại 9 tiết mục của các thí sinh để xem họ đã mang lại những ấn tượng gì và số điểm mỗi người giám khảo được tặng là 10 điểm sẽ trao cho thí sinh nào. Đêm vũ trường anh đón em, mình nép vào nhau dưới hoa đèn màu. Mình lướt nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào, nụ hôn đón chào. Bóng trời hy vọng cô đơn về bên lấy em. Cô thơm xa rời quanh anh chỉ tâm bóng đêm. Sao người đi hỏi, sao người không về. Em chờ mãi. Một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người. Yêu em, ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ. Yêu again, all the way from the start. Và bây giờ chúng ta hãy xem kết quả số điểm từ 20 vũ công và các thành viên ban nhạc quyền năng của 9 thí sinh. Hoàng Nghĩa 86, Phúc Lâm 94, Quỳnh Trang 96, Quỳnh Anh 97 và 5 vị trí còn lại: Lê Thái Sơn 97 đồng điểm với Quỳnh Anh, Hồng Gấm 109,
Hà Thúy Anh 110, Mỹ Ngọc 112 và đồng điểm với Như Trang 112 điểm. Thưa quý vị, và số điểm vừa rồi đó là có cộng thêm 10 điểm trong phần tập thể của điểm thử thách. Hai thí sinh được cộng điểm chính là Mỹ Ngọc và Như Trang. Và bây giờ xin mời giám khảo Dương Triệu Vũ. Vũ chỉ muốn tôn vinh cái sự thành công của cái biểu diễn của cô này trong đêm này thôi. Thì Vũ sẽ cho điểm cho người cô gái rất xinh đẹp hát bài Listen, đó chính là Hồng Cầm. Chúc mừng em! Còn thêm 10 điểm từ giám khảo Dương Triệu Vũ. Quá tuyệt vời! Và thưa quý vị, tiếp tục số điểm của giám khảo Phi Nhung. Phi Nhung sẽ trân trọng gửi đến số điểm 10 đến cho Hồng Gấm. Oh. Wow! Oh. Một lần nữa chúc mừng Hồng Gấm 2 điểm 10. Xuất sắc. Xin mời giám khảo Mạnh Quân. Em xin nhường 1 điểm 10 cho Như Trang. Chúc mừng! Thưa quý vị, và bây giờ là tổng số điểm để chọn ra 7 thí sinh cao điểm nhất an toàn vào vòng trong. Và gương mặt nhất tuần sẽ có điểm thưởng 10 điểm dành cho chương trình tiếp theo để được cộng vào. Và bây giờ kết quả là Hoàng Nghĩa 86, Phúc Lâm 94, Quỳnh Trang 96, Quỳnh Anh 97, Lê Thái Sơn 97, Hà Thúy Anh 110, Mỹ Ngọc 112, Như Trang đã được nâng lên 122 và Hồng Gấm dẫn đầu 129 điểm. Chúc mừng! Chúng tôi xin được chúc mừng thí sinh nhất tuần. Wow! Hồng Gấm, bạn sẽ có 10 điểm vào tuần sau và hát mở màn. Thưa quý vị, chúng tôi xin mời 7 thí sinh hãy vào vị trí để làm cổ động viên cho Phúc Lâm và Hoàng Nghĩa với phần song ca để chọn ra một thí sinh nữa vào vòng trong. Xin mời! Người đi đi ngoài phố, nhiều nắng tắt bên sông. Người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa êm đềm. Thành ghế đá chiều công viên. Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố, chừng bỡ ngỡ bơ vơ. Người đi đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài. Hình bóng cũ người xa xưa, còn đâu, tình duyên đã lỡ làng. Thôi ta chia tay từ đây, nước mắt rơi quay. Lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết tròn mộng đâu em. Xin từ giã đường phố trắng mưa mau, làm chim bay mọi cánh. Mắt rơi tạ từ thành phố cũ chiều công viên. Còn đâu giờ đây xin ra từ thành phố cũ chiều công viên. Còn đây giờ đây, giờ đây xin ra từ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cần cái phiếu cho một trong hai thí sinh. Chỉ chọn một thì mình xin chọn Phúc Lâm. Xin cảm ơn giám khảo Mạnh Quân. Chúng ta cùng tiếp tục với giám khảo Phi Nhung. Em chọn
Quang Nghĩa. Thưa quý vị, bây giờ tỷ số 1-1. Xin mời các bạn lên đây ủng hộ tinh thần. Giám khảo Dương Triều Vũ. Vũ có thể cảm thấy được cái tình thương mà mọi người dành cho nhau. Cái này là cái điều mà làm cho Vũ rất là hạnh phúc khi mà tham gia một cái chương trình mà nó không có phải quá nặng nề về cái phần mà thi đấu, nhưng mà nó nặng nề về cái tình cảm. Quyết định của giám khảo Dương Triều Vũ chọn. Và thưa quý vị, giây phút quyết định gần kề. Hoàng Nghĩa hay Phúc Lâm? Tân 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 tân. Hoàng Nghĩa hay là Phúc Lâm? Vũ nghĩ Vũ sẽ chọn Phúc Lâm. Chúc mừng Phúc Lâm, bạn là người đi tiếp. Cảm ơn Hoàng Nghĩa. Phúc Lâm ảnh vào trong Nghĩa thấy xứng đáng hơn, cá nhân Nghĩa thấy xứng đáng hơn. Sau này anh em vẫn trở thành những người bạn và sẽ tiếp tục gặp nhau nhiều hơn trên con đường làm nghề. Thưa quý vị, Hoàng Nghĩa, niềm đam mê của bạn có thể bốc cháy ở bất kỳ nơi nào, bạn hãy giữ gìn. Chúng tôi xin được chia tay bạn ở đây, nhưng mà gặp nhau trong bất kỳ sân khấu nào bạn nha. Thưa quý vị, và tuần tiếp theo sẽ vô cùng hấp dẫn. Bài hát sẽ được các thí sinh sẽ chọn lựa ngẫu nhiên, không phải như những vòng trước đây. Thí sinh chọn bài mình yêu thích, bài mình đã nhuần nhuyễn. Thì đây là một bài hát hoàn toàn mới mà thí sinh không hề biết trước. Sẽ dừng lại chủ đề. Khi các thí sinh chọn chủ đề thì sẽ mở ra danh mục. Thí dụ như 5 bài hát, thì thí sinh hãy chọn một trong 5 bài hát đó. Và tất cả đã được sẵn sàng. Một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần cho các thí sinh chúng ta. Xin mời Hà Thúy Anh chuẩn bị. Bạn sẽ gạt cần và đợi chọn lựa ngẫu nhiên. Bắt đầu. 2, 3. Nhạc trữ tình quê hương gồm 3 bài hát: Gõ Cửa Trái Tim, Sao Chưa Thấy Hồi Âm hoặc Nhẫn Cỏ Cho Em. Hà Thúy Anh, bạn chọn bài nào? Sao Chưa Thấy Hồi Âm ạ. Chúng tôi xin mời thí sinh Mỹ Ngọc hãy chuẩn bị cho phần lựa chọn của mình. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhạc trẻ, các bài hát là Hoàng Vắng, Bên Em Là Biển Rộng, Cho Em Một Ngày. Mỹ Ngọc, bạn quyết định bài nào? Dạ, 3 bài đều em đều biết. Thôi chọn ngay bài đầu đi ạ. Hoàng Vắng thuộc về Mỹ Ngọc. Thí sinh thứ 3 Phúc Lâm, xin mời bạn vào vị trí. Nhạc trữ tình quê hương, các bài hát là Lời Đắng Cho Cuộc Tình, Vùng Lá Me Bay hay là Kiếp Nghèo. Thôi em chọn bài Lời Đắng Cho Cuộc Tình. Chúc mừng em, Lời Đắng Cho Cuộc Tình. Thí sinh tiếp theo xin được mời Quỳnh Trang. Rung không em? Hồi hộp không? 3, 2, 1. Tình Khúc Vượt Thời Gian đó em. Ngày Xưa Hoàng Thị, Yêu Cái Đèn Cũ, Tóc Mai Sợi Vắng Sợi Dài. Dạ, em xin chọn một bài hát mà em thích từ lúc còn nhỏ xíu. Đó là bài Yêu Cái Đèn Cũ. Mong rằng đèn cũ sẽ giúp em có nhiều sáng tạo. Thưa quý vị, chúng tôi xin được mời thí sinh tiếp theo. Đó là bạn Hồng Gấm. Gấm ơi. Ôi ôi, em là vỡ đồ quá. Tình Khúc Vượt Thời Gian đó em. Thấy đàn view lắm của anh Thảo không? Các bài hát gồm có Giọt Nước Mắt Ngà, Niệm Khúc Cuối hay là Cô Đơn. Rồi, tại em cũng đang cô đơn nên xin phép được chọn bài Cô Đơn ạ. Wow. Cảm ơn, chúc mừng. Thưa quý vị, xin mời thí sinh Như Trang sẽ tiếp tục. Em, cái chủ đề nhiều khi nó không hợp rồi nha. Em có rung không? Dạ, tới đây rồi, bây giờ chơi láng đi anh ơi. 3, 2, 1, xin mời. Tình Khúc Vượt Thời Gian. Những bài hát được đề cử: Sớm Đêm, Không Giờ Rồi, Thu Ca,
rất là thích bài Thu Ca. Em xin chọn bài Thu Ca. Chúc mừng em. Tiếp tục với thí sinh Lê Thái Sơn. Sơn, sẵn sàng chưa? 2, 3, bắt đầu. Nhạc trẻ, những bài hát đề cử là Tình Thôi Xót Xa, Tình Khúc Vàng, Khoảnh Khắc. Bạn chọn ca khúc nào? Em chọn ca khúc Khoảnh Khắc ạ. Cuối bảng còn lại đó là Quỳnh Anh. 3, 2, 1, hư! Nhạc trẻ, Quỳnh Anh ơi, các bài hát bạn sẽ lựa chọn là Hãy Trả Lời Em, Tình Như Ngọn Nến hay là Tóc Gió Thôi Bay? Tóc em vậy đủ bay không ạ? Nếu mà không đủ bay thì thôi, chắc em chọn bài Tóc Gió Thôi Bay để cho nó bay hơn ha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, ban nhạc quyền năng, chương trình này do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sóng Vàng thực hiện đến đây đã kết thúc. Nhận lời làm ban giám khảo của chương trình Ban Nhạc Quyền Năng thì đến tập này Mạnh Quỳnh có suy nghĩ gì? Xin mời chia sẻ. Rất cam go và cũng nhiều gây cấn. Làm giám khảo như tôi cũng bao lần bối rối, không biết làm sao phân xử cho tròn. Còn Phi Dung thì nàng suy nghĩ gì về chương trình Ban Nhạc Quyền Năng chúng ta? Trong hàng vạn khán giả bỏ tiền ra mua vui bằng những tấn tuồng trên sân khấu, có mấy ai cảm thông được nỗi lòng người nghệ sĩ khi cánh màn nhung khép lại đã lâu rồi. Hay quá Dung ơi. Anh Bạch ơi, em cảm thấy đây là một chương trình rất là tuyệt vời. Xin mời ban giám khảo về vị trí. Cho một tràng pháo tay, giám khảo Ban Nhạc Quyền Năng. Thưa quý vị, hôm nay tất cả chúng ta đang sẵn sàng vào một hành trình tiếp theo với vòng 3. Hôm nay 10 thí sinh được tuyển chọn của những vòng trước, chỉ có một người bị loại mà thôi. Điều này đáng phấn khởi quý vị ha. Nhưng mà cũng không đơn giản, hai người thấp điểm nhất sẽ đấu với nhau một bài song ca đã được quy định trước. Đó là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Huy, Đừng Xa Em Đêm Nay. Và điều đó sẽ đến trong cuối chương trình.
Thưa quý vị, ban nhạc vẫn cho điểm số theo thang điểm, thấp nhất là 5 điểm và cao nhất là 10 điểm. Chúng ta có cột điểm thứ hai, đó là 20 vũ công đang có mặt trong trường quay trên sàn nhảy. Nếu họ nhảy trọn bài 20 người thì thí sinh đã hưởng 20 điểm. Bỗng nhiên có một người đau chân ngồi xuống, còn 19 điểm. Bỗng nhiên hát thấy trật nhịp, trật tông gì đó rồi 10 người ngồi xuống, thí sinh vẫn còn có 10 điểm. Nói cho vui vậy thôi chứ hy vọng điều này đừng xảy ra quý vị nha. Ban giám khảo chỉ có 10 điểm và tặng cho một trong số 10 thí sinh. Có thể một thí sinh quá xuất sắc, ba giám khảo cùng tặng mỗi người 10 điểm cũng được. Và thưa quý vị, thí sinh cao điểm nhất của chương trình ngày hôm nay, họ sẽ được một phần thưởng là có một điểm 10 và mang hành trang đấy cho show tiếp theo. Điều này vui phải không quý vị? Yeah. Quá vui luôn. Quá vui. Thưa quý vị, và để tăng thêm phần hấp dẫn, sự đa dạng và phong phú sau này khi rời chương trình, các thí sinh đã có thể tham gia được bất kỳ chương trình nào và khả năng diễn xuất có thể làm diễn viên điện ảnh, vừa ca nhạc, vừa diễn xuất. Cho nên chúng tôi sẽ chia ra làm hai nhóm và thử thách bằng một cái điều mà họ có thể thể hiện kỹ năng diễn xuất, tài năng thể hiện hoặc là giả làm con vật, thể hiện sự duyên dáng nhất. Và quý vị biết không, sau phần này, trong số 5 thí sinh đó, ban giám khảo có quyền chọn và tặng cho một người duy nhất được 10 điểm từ phần thi tài năng. Hãy cổ vũ nồng nhiệt. Thí sinh đầu tiên bắt đầu. Này kim, cớ sao sầu này kim? Ai thương em hơn anh mà tìm? Cớ sao hỏi này kim? Có biết cho lòng anh đang mất thường phút vui buồn cùng em? Tình là như chuỗi ngày sầu lo, tình là như tháng năm mộng mơ. Em như hoa nở trong mùa mưa, sống dối khi chỉ biết giông tố. Em đem yêu thương xóa muôn áng mây mờ. Ai thương em hơn anh mà tìm? Cớ sao hoài để im? Có biết cho lòng anh đã mất từ phút vui buồn cùng em? Tình là những chuỗi ngày sầu lo, tình là những tháng năm mộng mơ. Em như hoa nở trong mùa mưa, sống giữa khi trời đất giông tố. Anh đem yêu thương xóa buồn áng mây mờ. Cớ sao sầu này kín? Khi yêu nhau tuy xa mà gần. Cớ sao buồn này kín? Có biết cho lòng anh đã mất thường phút vui buồn cùng em? Cớ sao buồn này kín? 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 Mỹ Ngọc, Kim, một màn bắt đầu thật là tuyệt vời. Em ơi, sao em gắn râu sao để rớt vậy cưng? Cưng hát sung quá phải không? Cái môi chuyển động quá rồi rớt. Dạ, cái này em vô bắt đền make up rồi, dáng ít kéo. Không kệ, bởi vì 20 người nè, thấy cái bộ râu em rớt, không ai mà còn nhớ cái gì hết á, không ai ngồi hết trơn á. Cho nên 20 điểm đầu tiên. Chúc mừng mọi người. Hãy xem đi. 3, 2, 1, điểm là... Yeah. Hình như là em hợp có râu em ơi. Ban nhạc thích em có râu hay sao á? Mà 9, 10 hết trơn. Dạ xin mời, anh Thảo hả? Violon. Những cái câu hát của em nếu như mà nó nhí nhảnh hơn chút xíu nữa anh sẽ cho em 10 điểm. Nhí nhảnh rồi. Quá nhí nhảnh luôn. Thầy không, thật ra là cái dạng nam.
Không phải đâu em ơi, tại vì em có cái bộ râu mà anh Thảo không có, cho nên anh Thảo cho 9 điểm thôi. Em hoàn thành tốt cái bài thi của em rồi, nhưng mà anh nói rõ hơn tí, sâu hơn vào chuyên môn, sao nó đừng có căng thẳng, thấy người đẹp cứ căng thẳng hết cả miệng. Mày khan tiếng, người ta hát không khan tiếng thì thôi, ông đàn không khan tiếng. Mấy cái câu này cớ sao buồn này kim là phải gằn giọng lên chút xíu cho nó thêm nặng ký. Gằn rõ ràng chưa? Gằn vậy được rồi. Cho em hỏi nè, bây giờ anh nói cô này gằn giọng, bây giờ anh thị phạm giùm em đi. Đang bị gằn tiếng. Bác cho 10 điểm, thành ra ai nói cái gì là cũng bênh hết thôi. Bây giờ em giải thích 10 điểm của em cho khán giả hiểu. Em đơn giản thôi, em thấy lạ, em thích. Em đi kiếm suốt cả đời em chưa gặp, bây giờ tự nhiên gặp cô dáng đẹp thế này, hát hay thế này, mà dâu thì đầy miệng như thế này, em thích lắm. Dâu đầy gì? Thật ra thì cái ôm đó là cái ôm của tình nghệ sĩ, chứ anh không nghĩ đó là tình cảm riêng tư. Bởi vì chương trình nào của Hoàng Bách vợ cũng theo dõi rất là kỹ. Cho dù là cái râu của Ngọc không có tính cho nó rớt ra, nhưng vì nó rớt ra nó lại hiệu quả hơn gấp bội, là tại vì mình thấy được cái khuôn mặt của bạn nó xinh như thế nào. Em bước ra anh hoàn toàn không nhận ra là Mỹ Ngọc, nhưng mà lúc mà em rớt chùm râu ra cái em rất là thích. Em đã chọn một cái bài mở đầu rất là sống động, là bằng chứng là khán giả vỗ tay, ban giám khảo đứng nhảy và 20 vũ công không ai ngừng nhảy hết. Đó là một cái sự thành công của em, anh xin chúc mừng em. Dạ em cảm ơn mọi người, quá tuyệt vời. Và bây giờ hãy xem tổng số điểm của ban nhạc Quyền Năng dành cho thí sinh Mỹ Ngọc là 84 điểm, cộng với 20 điểm của vũ công sẽ là 104 điểm. Chúc mừng em. Một lần nữa em cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm giác giả trai thật là đã. Dần dần cứ xa rời tôi.
Em ơi, hôm nay em là hoa vàng và ban nhạc sẽ là thảm cỏ xanh. Và các vũ công là những bông hoa để chúc mừng em 20 điểm. Xin cảm ơn anh chị. Cái đoạn em giả thanh lên cao không biết làm người xúc động được ban nhạc hay không. Và số điểm là bao nhiêu? Có cái 10. Xin mời anh Kha Piano. Anh thấy em xử lý rất là tốt cái bài này, rất là khó. Tại vì những cái đoạn hát gió lên cao rất là hay và rất là tình cảm, và anh rất là thích. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi thấy hôm nay bạn hát tốt, bạn làm tròn, nhưng mà chưa hết 10 phần công lực, đúng không? Đó, tôi có thể cảm nhận thấy điều đó. Nhưng mà nói chung là bạn làm rất tốt. Nhưng anh khen em một cái điểm là từ cái tông mi em cộng lên quãng 3 em lên thẳng một cái tông không hề có accord mồi cho em. Cái điều đó cực kỳ khó. Kết quả từ ban nhạc Quyền Năng là 77 điểm cộng với 20 điểm. Em đã có tổng số điểm là 97 điểm. Xin cảm ơn các anh. Xin mời phần chia sẻ từ giám khảo Phi Nhung. Chị rất là thích cái khúc đầu của em vô, nhưng mà chỗ cái giữa cao trào thì nghe không có rõ cái tiếng của em hát lắm, chỉ có bị stop ngay chỗ đó thôi. Còn ngoài ra là cái gì chị cũng thích hết. Cái đoạn đầu của bài hát Quỳnh Anh với lại cái tiếng piano nó quyện mà nó nghe ở dưới đây nghe sướng lắm kìa. Từng cái chữ bỏ nhỏ của bạn đều được nghe một cách rất là thấm thía. Đây là một cái tiết mục đáng được khen ngợi. Chúc mừng Quỳnh Anh. Xin cảm ơn. Đó cũng là một cái nhận xét quý báu để cho Quỳnh Anh cố gắng hơn. Mong rằng quý vị cũng sẽ ghi nhận sự cố gắng của Quỳnh Anh nhé. She's gone out of my life. I was wrong. I'm to blame. I was so untrue. I can't live without love. Come back. My arms, I'm so long. I'm begging you, I was so on my knees. Forgive me. Vậy đâu ai dám ngồi đâu. Cái sự đau khổ này em từng trải qua nên đau quá mình la to. Em cộng được cái nội tâm của nhân vật đúng không? Bởi vậy mới làm nổi. Hãy xem số điểm từ các thành viên ban nhạc. 10 Hoàng Bách, 10 Minh Khang, 10 Quang Trung, 10 Minh Kha, 10 Việt Thắng. Xin cảm ơn. Bây giờ hỏi Hải Phương.
Khi người con gái ra đi, người đàn ông người ta khổ như vậy, người phụ nữ có khổ chút xíu nào không? Tôi không biết cái người phụ nữ của bạn khổ hay không, mà tôi trên này tôi nghe tôi khổ lắm luôn á. Bạn hát quá hay. Em xin cảm ơn. Em ơi, cái từ quá hay đó, nó vô giá lắm đó. Tổng số điểm của em sẽ là 86 điểm. Cộng với 20 điểm là bao nhiêu? 106. Dẫn đầu bạn cho trong vòng 3 thí sinh. Quá tuyệt vời bạn giám khảo ơi. Ôi ơi, Phi Nhung vỗ tay không ngừng luôn, còn vỗ hơn khán giả nữa đó. Dạ đau rát tay luôn nè. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Thật sự sau cái phần trình diễn của em, anh rất là cảm động. Là tại vì cái tuần trước là anh đã bị đay nghiến rất nhiều. Rất là nhiều người nói tại sao trong cái phần thi trở lại của em, em hát nó không có được chuẩn, anh lại gạt cả dì Phi Nhung và anh Mạnh Quỳnh để đưa em vào trong cái vòng này. Thì hôm nay sau cái màn trình diễn này, em đã trả lời chính xác tại sao anh lại làm như vậy. Tại vì anh thấy được cái tiềm năng của em. Nói chung với một bài hát, em đã chứng minh tất cả những gì anh đã làm. Và bây giờ anh nở mặt nở mũi vì em. Cảm ơn em vì điều đó. Ôi em ơi, hay quá. Xin mời Mạnh Quỳnh. Đối với anh thì tôi nghĩ đây là cái phần trình diễn mà hay nhất của em trong những vòng vừa qua. Yeah! Và yêu thích thí sinh chúng tôi, quý vị hãy theo dõi từng show một để đừng bỏ qua những bài hát hay rất uổng. Chúc mừng thí sinh Thái Sơn của ban nhạc Thiên Năng. Hôm nay là một ngày thi thật sự làm cho em cảm thấy rất hạnh phúc. Thưa quý vị, thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình của chúng ta sẽ xuất hiện ngay sau đây trong trang phục áo dài, thước tha, tóc thề xõa ngang vai. Chiều phận gái sang sông, tưởng vui hết nghĩa tơ hồng, ngờ đâu sớm để tang trường, trời ghen má đỏ môi hồng. Năm 17 tuổi duyên em lỡ, ba chim bảy nỗi một chuyến sang ngang. Tùy chúng gánh gãy giờ đang thuyền quyên trong trái vô vàng, từ đêm xuôi lệ tuôn tràn. Bao nhiêu bên mộng trong đời, mà em bên đồng em đồng một kiếp đơn côi, nợ duyên gánh gãy ngang trời, tuổi xuân bước lẽ trong đời, thời con gái cũng qua rồi. Nợ duyên gánh gãy ngang trời, tuổi xuân bước lẽ trong đời, thời con gái. Em 20 vũ công không ai ngồi xuống hết, cuối cùng có hai người ngồi, như vậy là 20 - 2 còn mấy? 18. Em chọn bài 17 mà em được 18 điểm, vậy là em hên rồi. Cho một tràng pháo tay. Lời đầu tiên là xin lỗi bé Quỳnh Trang. Ngồi rồi xin lỗi bé, gì? Không, bé rất là dễ thương. Ờ. À, có thể là do cái
cái tâm trạng cái tuổi mình là rất là tươi vui, nhưng mà khi mình thể hiện cái bài này nó buồn. Bà xã em. Anh phải không? Dạ. Xin mời chị. Cả hai cùng giống nhau luôn. Cái bài nhạc nó không có thấm vô mình, từ cái lời nhạc nó làm cho mình không có cái cảm xúc nhiều hơn. Cho bên dìu nhau vào lại thế coi. Đang nhảy. Phải xoay một cái phải chịu đi vô á. Xin cảm ơn. Mình nghe số điểm của các thành viên ban nhạc. Nhiều số 8 và có một số 7. Em cảm thấy hơi thất vọng vì phần thể hiện vừa rồi của mình. Anh Phong, anh chia sẻ đi. Có thể là em chọn cái bài này nó chưa có hợp lắm. Lúc em luyến lấy nó chưa có ngọt. Xin cảm ơn anh Phong. Xin mời Minh Khang. Trước tiên khi mà chọn nhạc thì em phải biết bản thân cái giọng của em là em hát xuống nứt tới nốt gì và hát cao nhất nốt gì. Đó là một kinh nghiệm lựa chọn bài. Lần sau nhớ để ý hơn nha. Lần sau em sẽ lưu ý hơn về cân nhắc những lúc mà chọn lựa bài để phù hợp với mình. Thưa quý vị, kết quả số điểm từ các thành viên ban nhạc Quyền Năng, tổng số điểm là 71 điểm cộng với 18 điểm. Như vậy chúng ta có 89 điểm. Xin chúc mừng Quỳnh Trang. Chia sẻ từ ban giám khảo, xin mời Mạnh Quỳnh ạ. Cái giọng em rất là ngọt, rất là truyền cảm. Nhưng mà em nên cẩn thận về những cái nốt thấp. Thực ra cái dòng nhạc bolero này á, nó không có khó hát, nhưng mà nó cũng không có dễ. Anh hy vọng là sau cái chương trình này em sẽ lấy thêm kinh nghiệm về vấn đề đó. Xin cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh. Cô Nhung phải nói thật cho con biết, cái bộ đồ này nó không có hợp với cái tuổi của con. Tuy rằng là năm 17 tuổi con đi lấy chồng, nhưng mà cái đó là mình kể câu chuyện thôi. Đây con mặc một cái bộ đồ như vậy, thứ nhất là áo dài rất là nhăn nhó. Chị khó không quá. Được, không phải, để rút kinh nghiệm. Tại vì nhiều lúc cháu ở trong đó ngồi đợi để không mà được, lên đi không thi. Được. Cái, nào, cái này để cho chị nói. Mai mốt là con phải rút kinh nghiệm mà con ủi áo cho thiệt là đẹp nha. Còn giọng thì quá đẹp rồi. Còn dài lắm con, mới có 19 tuổi thôi. Em hãy lấy đây như là một cái hồi chuông để mà cho em phải cố gắng nhiều hơn nữa và làm cho mình trở thành hoàn thiện hơn. Wow! Em ơi, hãy giữ niềm đam mê của mình bởi vì ông trời đã thương em cho em một giọng hát hay. Chúc mừng, tự tin nha. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one. And we dance on the floor in the round. She said, I am the one. And we dance on the floor in the round. She said her name was Billie Jean and she caused the scene. Then every handsome with eyes that dream being the one. And we dance on the floor in the round. Woo! He always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. My mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, cause the lies become the truth. Jeans, not my lover. She's just a girl who claimed that I am the one. But the girl is not my son. She said I am the one. But the girl is not my son. Woo! For 40 days and 40 nights, the law was on her side. But who would stand when she's in demand? Her schemes and her plans. And we dance on the floor in the round. So take my strong advice. Remember to always think twice. Do think twice. She told my baby dance to three and she looked at me. She showed up all those babies crying. His eyes look like mine. And we dance on the floor in the round. Woo! Always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. My mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, cause the lies become the truth. Hey, hey, Billie Jean.
lover. She just said, girl, who claimed that I am the one? But I can't, it's not my son. Billie Jean's not my lover. She just said, girl, who claimed that I am the one? But I can't, it's not my son. She said, I am the one. But I can't, it's not my son. Billie Jean's not my lover. 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 Cặp đôi kia, cái nhạc này là Michael Jackson, nó rộn ràng như thế tại sao lại ngồi được nha. Trừ 2 điểm còn 18. Bước lùi của em đẹp lắm, em lùi lại coi nè. Cảm ơn em. Hãy xem kết quả số điểm từ ban nhạc quyền năng. Hoàng Bách xin mời bạn có nhận xét về tiết mục của thí sinh Y Thanh. Michael Jackson thì đây là bài Bách thích nhất, một những bài hát kinh điển của thế giới rồi. Cái này hơi uổng một cái là bởi vì Thanh có cái giọng gió rất là tốt, mà cái bài này xử lý giọng gió rất nhiều, mà Thanh lại lựa chọn cái cách hát là ở dưới giọng phần âm trầm. Cái cảm giác nó không bật được lên cái cá tính của bài hát, thì cái đó Bách hơi tiếc, bởi vì Bách rất là thích cái sự sáng tạo của Thanh. Nghĩa là dám mà phá tung những cái điều cũ lên để mà mình làm cái điều mới. Nhưng mà rõ ràng hôm nay là Bách hơi tiếc, rất ngưỡng mộ, bởi vì bạn luôn luôn là người dũng cảm, sáng tạo, nhưng mà thực sự hôm nay là Bách rất tiếc. Xin được chân thành cảm ơn ban nhạc quyền năng. Và bây giờ thì tổng số điểm từ 20 Vũ Công và của các thành viên ban nhạc. Trước hết chúng ta sẽ tổng kết số điểm của ban nhạc. 69 điểm cộng với 18 điểm. Như vậy tổng số điểm của Y Thanh là 87 điểm. Chúc mừng em. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh rất là khâm phục về cái sự chỉnh chu của anh trong cái tiết mục vừa rồi. Từ cách ăn mặc, những cái bước nhảy cho đến sự chuẩn bị của anh. Mạnh Quỳnh rất là cảm ơn về vấn đề đó. Tuy nhiên về chuyên môn, về bài hát thì Mạnh Quỳnh mong rằng Thanh sẽ cố gắng để lấy thêm kinh nghiệm về những lời bình luận của ban nhạc. Xin cảm ơn. Xin mời giám khảo Dương Triều Vũ. Tất cả những tiết mục của anh đều rất là tâm huyết. Anh cũng đã làm hết mình và anh đã mạo hiểm một phen. Bây giờ coi như là thua keo này đi, mình sẽ bày keo khác. Ok. Xin được chúc mừng Y Thanh đã hoàn thành. Cười một cái đi, cười một cái là. Yeah. Y Thanh khá hài lòng với cách xử lý của mình ngày hôm nay, thì Thanh cũng không muốn là làm giống như Michael Jackson. Và khi Thanh thích những ca khúc nào thì cũng thường hay hát lại với phong cách riêng của mình. Có một cây là có rừng,
và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu mây nhờ dưới chiều, phải đâu trong đục cũng đành. Phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mãi nở. Chiều xuân với bài hát vừa rồi, anh xin được chúc mừng em. Mọi người có lẽ rất hài lòng với phần trình diễn của em với 20 thành viên đầu tiên. Xin được chúc mừng. Xin cảm ơn. Còn bây giờ là số điểm của ban nhạc Quyền Năng. 3, 2, 1. Nhạc sĩ Minh Khang thấy thế nào ạ? Anh vừa đàn, anh vừa tìm cái nốt feel của em từ những cái cảm giữa tiếng đàn của anh với lại cái giọng hát của em. Mà tìm hoài vẫn chưa thấy, nó vẫn chưa đem đến cho anh một cái cảm xúc cao trào lắm. Xin cảm ơn nhạc sĩ Minh Khang. Xin mời Thắng. Em thì em thấy bạn hát kể chuyện rất hay. Em nghe câu chuyện của bạn từ đầu tới cái cuối bài em lại thích. Đó là lý do duy nhất em cho 9 điểm. Xin mời sự bổ sung của Hải Phượng. Khi mà bạn hát với cái chân micro, chúng tôi đang chờ đợi xem bạn sẽ xử lý cái chân micro như thế nào. Ở nguyên cái đoạn đầu á, bạn không làm gì hết. Sau đó thì bạn lấy micro ra và cái chân đó bị bỏ quên. Tức là mình đem cái gì ra, mình phải hiểu rằng là mình đem cái đó để làm gì và mình xử lý cái đó như thế nào. Xử lý sân khấu là một bài học nhớ đời nhớ cưng. Tổng số điểm của thí sinh chúng tôi là 75 điểm. Cộng với 20 điểm, bạn đã có 95 điểm. Chúc mừng Phúc Lâm. Ban giám khảo sẽ có đôi lời chia sẻ với bạn. Em ca bài này, Minh Quỳnh ở dưới, Minh Quỳnh nghe từng lời, từng chữ của em. Em thả hồn vào cái bài hát rất là hay. Nếu mà Minh Quỳnh cho em 9 điểm. Với Nhung thì em thả hồn vào bài hát chưa có ngọt lắm. Chị rất là chú trọng nên em, nên chị soi. Phải soi. Yeah. Còn về phong cách mặc đồ của em thì chị rất là thích. Hôm nay mặc chiếc áo sơ mi đỏ, bộ đồ vest đen. Làm cho chị tưởng tượng lúc mà mới đi hát mà chị thích một người mặc bộ đồ vest như vậy đó là Minh Quỳnh đó. Bây giờ nếu như mà chị phải chấm điểm á, chị chấm là ông này đẹp hơn hay ông kia đẹp hơn? Mỗi người một vẻ. 10 phân vẻ 10. Người nào chị cũng thích hết. Xin cảm ơn em. Cảm ơn. Thông qua phần biểu diễn ngày hôm nay thì mình cũng muốn gửi tới một thông điệp với các bạn khán giả là chúng ta hãy sống yêu đời, lạc quan hơn và có trách nhiệm hơn. Nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi, tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai, đừng hồn dù thấy đóa hoa tươi, đừng ôm tôi chiếc đêm nằm ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm. Quang lại
Em ơi, hôm nay live show của em mời nhiều khách mời tới dự quá hả? Chúc mừng em, 20 điểm. Và bây giờ kết quả số điểm từ các thành viên ban nhạc. Ghen là em chỉ có điểm 9 và điểm 10. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy, tại sao lại điểm cao như thế ạ? Chúng tôi để ý em từ lâu rồi đó. Chính xác rồi. Anh làm tốt lắm, xin chúc mừng. Dạ em cảm ơn. Đây kìa, 10 điểm kìa, Minh Kha, tại sao? Hôm nay em diễn tốt hơn lúc tập. Và anh đã thích cái đoạn phiêu khúc cuối của em. Cảm ơn anh. Anh ôm em cái. Xếp hàng. Sau mấy ngày em làm con gái không ai ôm em hết. Tự nhiên hôm nay giả trai lại có người đòi ôm. Mai em có vợ đi làm. Không, cái màu cam. Anh có vợ có con rồi, đi về dùm đi. Xuất hiện rồi, trở về vị trí. Anh Bạch. Ngày hôm nay thật ra em cũng rất là lo lắng với cái hình ảnh mới này. Nhưng mà rất là vui vì được ban nhạc cũng như là ban giám khảo đón nhận rất là nhiệt tình. Kết quả tổng số điểm từ ban nhạc mà em đã quyến rũ họ để có tổng số điểm là 84 điểm cộng 20 điểm, 104 điểm. Và bạn Mỹ Ngọc đang cùng 104 điểm. Như Trang ơi, hãy nghe ban giám khảo chia sẻ kìa. Em quá tuyệt vời, không có gì để nói hết. Nhớ không lầm là cái đợt thi vừa rồi anh là người cho em điểm 10 đúng không? Ok thì giữ, bây giờ cứ tiếp tục như vậy à, anh mong ra anh hy vọng rằng và anh nghĩ rằng em sẽ tiến xa hơn nữa trong những vòng sau. Hôm nay em diễn một cách rất là đẹp trai, rất là phong lưu. Vũ nghĩ mà chị về chị cũng mặc bộ đồ này chị lên sân khấu chị hát được không? Là banh. Chị cũng đàn ông tính đó đúng em. Rồi bây giờ thử ngồi dậy hát năm 17 tuổi đi. Năm 17 tuổi em đi lấy chồng. Yeah. Lạ lắm, Phi Nhung ơi, rất lạ, chồng lạ lắm đó. Ban nhạc mê lắm. Xin được chúc mừng. Yeah. Hôm nay tâm lý của em thì không giống như là một cuộc thi nữa, mà là một buổi biểu diễn với ban nhạc. Em cảm thấy rất là hạnh phúc. Rừng hoang, gió núi theo sáng rũ bụi đường trên vai. Hai cây hoa dài lẻ loi bên đường gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa. Dám khoe màu cùng một nàng cúc vàng tươi, hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn, nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa truyền tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm bình hoa rừng dẹp quần sông lăng. Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân, vua sao xuyên tâm hồn với nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng trên ngôi cao chín tầng. Hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. Tôi không phải là vua nên một nước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đã soi buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biến khép lá ngây thơ.
chân, thấy hoa nhớ người yêu dẫn xa. Nắng nhẹ một cây, lá xếp trong tay là ngủ thật mê say. Ngỡ đôi mi gầy khép đêm trắng đầy cài then cùng ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương, quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương. Và mong ước mai sau khi tan giặc rước vua về, cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cánh trinh nữ thôi. Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cánh trinh nữ Có một người, tại sao em lại quay về chỗ của mình? Tại em cũng có cảm xúc nên đi vô. Thôi được rồi em, mình cam chịu 19 điểm ha. Cho một tràng pháo tay, 19 điểm. Kết quả từ ban nhạc quyền năng. Chín, 10. Wow, anh Khoa piano. Thật ra em hát dòng nhạc này cũng được, nhưng mà em phải tập xử lý cho nó nhẹ lại. Giọng em rất mạnh, em để sát micro vậy, nghe cái chữ nó bị cứng. Em cảm ơn anh. Và nhạc trưởng Đức Huy ạ. Hôm nay thì Hồng Gấm hát tốt, nhịp chắc, giọng hay, nhưng mà vẫn thiếu cái mượt mà, cái tình cảm của một người kể chuyện. Xin cảm ơn. Cảm ơn ạ. Kết quả từ ban nhạc quyền năng, tổng số điểm sẽ là 81 điểm cộng với 19 điểm. Ôi vừa vặn quá nhỉ. Em đã được số điểm tròn 100 điểm đó Hồng Gấm. Xin mời sự chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Hôm nay Hồng Gấm làm rất tốt, giọng tốt, nhưng mà Vũ thấy cái thiếu ở trong cái cách xử lý, đó là cái nuance, tức là cái bỏ nhỏ. Đôi lúc mình phải lớn và đôi lúc mình phải nhỏ lại, mình phải đưa đẩy nó như con thuyền nhưng mà bạn mặc ở trên áo vậy đó, thì nó mới có thể hay được. Thì em rút kinh nghiệm với lần sau, chẳng hạn những cái luyến chỗ mà gọi hoa trinh nữ đó, những cái nốt em phải bẻ lên chút xíu nó mới ra. Còn chung quy thì em trình bày nhạc phẩm này tốt. Em cảm ơn ạ. Em làm lại câu hoa trinh nữ và giống như anh Mạnh Quỳnh luyến một cái là 3-4 nốt luôn đi. Hai cây hoa dài, yes, lẻ loi bên đường gọi hoa trinh nữ. Yeah. Em ơi, em học trò thông minh tiếp thu trong vòng 30 giây. Chúc mừng em. Thưa quý vị, một tràng pháo tay chúc mừng cho thí sinh Hồng Gấm. Ngàn năm nỗi đau
người. Hẹn tôi tới phương trời, biển xưa lắng nghe trăng xoa nỗi niềm, biển không lên tiếng. Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao, biển trao nỗi đau. Tình anh quá lớn với những đam mê làm nên oan trái, sống gieo nạo nề hai ông không về. Vắng anh trên đời, biển thầm than khóc ngàn lần với tôi. Cùng tôi biển chết, cùng anh biển tan. Ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cả. Trong một thời gian rất là ngắn, em đã đưa mọi người vào cái không gian của bài hát. Và cái xúc cảm của em có lẽ nó làm như một cái biển mà mọi người đang đắm chìm trong tình yêu. Trong đó ngoài 20 vũ công còn có các thành viên ban giám khảo. Em 20 điểm xứng đáng quá. À Thúy Anh ơi. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Vâng, xin mời Viu Long, anh Thảo. Em thể hiện cái bài này thì nó rất là tốt. Nó tốt hơn trong cái những lúc mà em tập rất nhiều. Chính vì thế mà cái cảm xúc của anh khi đàn cho em hát cũng rất tốt. Dạ vâng. Anh hãy thể hiện tình yêu của anh bằng số điểm xem. Mời toàn thể nhạc công chuẩn bị. 3, 2, 1. Nói sao lại làm vậy? Vô 10 điểm rồi. Trời ơi, anh này khó lắm. Chắc có lẽ là một trong những điểm 10 đầu tiên của anh Thảo. Vâng ạ, em xin cảm ơn anh rất là nhiều. Em xin cảm ơn ban nhạc rất là nhiều. Thắng ơi. Dạ. Em cho biết cảm xúc của em với bài này tại sao dữ dội đến như vậy? Em hát rất là hay. Và rất là tiếc là chỉ thiếu thêm tí mây dưới sàn, đó là cái ảnh rất là đẹp và cái âm thanh nó rất là đẹp. Yeah. Vâng. Cảm ơn em cho anh một cái cảm xúc rất là đẹp. Dạ, em cần cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Hoàng Bắc. Em làm gần như là hoàn hảo rồi. Nhưng anh ước những đoạn cao trào, cái lực của em đẩy ra mạnh hơn nữa. Dạ. Còn riêng cái câu kết của em thì em làm hoàn hảo. Nhẹ như mây bay như vậy thì anh phải nói là hôm nay cái... kỹ thuật ở cái đoạn đó của em là hoàn hảo. Dạ, vâng, em xin cảm ơn anh Hoàng Bách ạ. Xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, và bây giờ kết quả số điểm từ ban nhạc quyền năng dành cho Hà Thúy Anh. 86 điểm cộng với 20 điểm bằng 106 điểm trùng với Lê Thái Sơn, cao nhất bảng. Wow. Xin mời giám khảo Dương Triệu Vũ. Hôm nay em trình diễn một cách rất là thuyết phục. Chúc mừng em. Xin mời hai giám khảo còn lại. Với chị thì em hát giống như em nói vậy đó. Quá tuyệt vời luôn. Không còn dùng cái từ gì nữa hết á. Chúc mừng em. Em cảm ơn chị Thúy Nhung. Anh cảm nhận được tâm tư tình cảm của em, từng cử chỉ, từng những cái hành động của em. Em lôi cuốn cái người nghe và kể cả bản thân Mạnh Quỳnh luôn. Chúc mừng em. Em xin cảm ơn em. Chúc mừng Hà Thúy Anh. Người đã cổ vũ cho em và cho em một con điểm số rất là cao trong cái tập này. Xin cảm ơn rất là nhiều. Oh, I'm down on
giờ em quên. Đêm nay trong tâm sâu âm u, từng cơn gió lùa bên một cây dao vi vu, tựa những tiếng thằng con bò đau thương miên man suốt trong đêm khuya. Trên không gian mênh mang bay đen, tìm nhau kéo về mà mang theo mưa giông, từng cơn bão bùng bò đau vây quanh thân anh nghĩa trang lạnh lùng. Gió vẫn theo lời hát, ta vẫn theo lời hát. Bao giờ em quên? Bao giờ em quên? Đêm nay trong thâm sâu âm u, từng cơn gió lùa về một cây dao vi vu, tựa những tiếng than vãn hơi xuyên mát suốt trong đêm trưa. Trên không gian mênh đen mênh mang, tìm nhau kéo về mà mang theo mưa giông, từng cơn bão bùng bò đau về quanh thân anh nghĩa trang lạnh lùng. Có cảm thấy hài lòng với cái phần dự thi vừa rồi của mình không? Em vui vì em hết mình trong cái đêm diễn hôm nay. Anh thích từ hết mình của em. Cảm ơn. Tổng kết lại 20 vũ công, có một cặp đôi đang ngồi làm thơ. Xin mời chàng và nàng đứng dậy cho biết ý kiến. Tụi em nhảy cảm giác là không có sướng làm thơ em đi vô. Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của hai thành viên từ các thành viên vũ công. Em còn được 18 điểm. Xin được chúc mừng. Cảm ơn. Chúng ta sẽ đến với kết quả số điểm từ ban nhạc Quyền Năng. 10, 8, 7. Ô sao cái khoảng cách nó lạ nhờ. Điểm 10, Viu Long, anh Thảo. Cái quãng bài này nó rất là rộng. Khi xuống thấp thì rất thấp mà lên cao thì rất cao. Cho nên là để thể hiện cái bài này nó sẽ rất là khó. Đó, cái điểm này là điểm khuyến khích của em dành cho Nghĩa. Xin cảm ơn anh Thảo. Và thưa quý vị, tổng số điểm của ban nhạc Quyền Năng là 70 điểm cộng với 18 điểm. Em được tổng số điểm là 88 điểm. Chúc mừng Hoàng Nghĩa. Cảm ơn ban nhạc ạ. Xin mời sự chia sẻ từ thành viên ban giám khảo ạ. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh thấy cái phần trình diễn này của em không có tốt cho lắm. Nhưng mà em đã cố gắng hết sức thì mong rằng em cũng còn cơ hội để chỉnh sửa cái khả năng của mình. Okay. Còn giám khảo Dương Triều Vũ thì sao? Vũ xin cảm ơn ban nhạc đã cho Vũ nghe một cái hòa âm mà nó sướng như vậy. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều luôn. Nhưng mà Nghĩa làm gần như là 80% là hoàn hảo rồi. Chỉ còn 20% nó thiếu thôi. Khi mà bạn sung lên á, bạn quên mất kiểm soát về cao độ cũng như là về nhịp. Cảm ơn Dương Triều Vũ. Chúc mừng Hoàng Nghĩa. Điểm số như vậy là đối với mình nó rất là hợp lý, nó phản ánh đúng những gì mình thể hiện trong đêm nay. Thưa quý vị, và để tăng thêm phần hấp dẫn, sự đa dạng và phong phú sau này khi rời chương trình, các thí sinh đã có thể tham gia được những chương trình thiếu nhi, chương trình bất kỳ chương trình nào, và khả năng diễn xuất có thể làm diễn viên điện ảnh, vừa ca nhạc
vừa diễn xuất. Cho nên chúng tôi sẽ chia ra làm hai nhóm và thử thách bằng một cái điều mà họ có thể thể hiện kỹ năng diễn xuất, tài năng thể hiện hoặc là giả làm con vật, thể hiện sự duyên dáng nhất. Và quý vị biết không, sau phần này trong số 5 thí sinh đó, ban giám khảo có quyền chọn và tặng cho một người duy nhất được 10 điểm. Và bây giờ nhóm thí sinh đầu tiên của chúng ta, 5 người sẽ thể hiện như thế nào với phần thử thách của chương trình Ban Nhạc Quyền Năng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta có những con vật rất là dễ thương. Đây là con gì vậy? Con gấu trúc. Con gấu trúc, ôi cha. Còn con này là con gì? Cạp, cạp, cạp. Còn đây là con gì? Dạ, con voi con màu xanh à. Còn đây là con gì mà coi hùng hổ quá vậy? Dạ, nhưng mà em là con báo. Còn con này con gì mà có sừng vậy nè? Con là con trâu. Con trâu màu đỏ. Thưa quý vị, các thí sinh chúng ta phải thể hiện làm tính cách của con vật làm sao cho thật là giống mà đến nỗi các em bé phải công nhận đó là con vật đó. Điều vậy thì mới được điểm 10. Ráng lấy điểm bằng giám khảo nha. Tập trung tư tưởng nha. Mình hát bài hát được mang tên Chú Nhồi Con. Vườn thú quá dễ thương này. Thưa quý vị, xem là ban giám khảo sẽ cho điểm con vật nào 10 điểm. Em thấy như con báo á. Tôi thấy con voi con nó không có làm nhiều nhưng mà nó chỉ vậy thôi có đủ vui. Tôi thấy con voi rất là dễ thương. À hả? Con bà kia là không phải là vịt nha, là con gà mà sao quạt quạt mà sao. Bây giờ ba người quyết định con nào. Và cuối cùng ba anh em đã chọn ra một con vật mà thấy dễ thương nhất trên sân khấu nãy giờ, đó chính là con voi. Chúc mừng con voi con ở bản đồ. Xin cảm ơn các con vật của chúng ta nha. Mình chào khán giả đi mấy con. 1, 2, 3 chào. Chip 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 chip. Mấy con đi vô ha, để chú mời các nhân vật khác nha. Xin cảm ơn mấy con. Con voi phải bò vô con. Bò vô. Bò vô. Và thưa quý vị, 5 nhân vật tiếp theo. Chắc quý vị cũng đã biết đây là những nhân vật nào. Hãy tự giới thiệu tên mình. Tôi là thần sấm tho đây. Còn đây là... Em nhìn anh tho, anh đập cái mà không xin nhê. À, em là Húc. Người khổng lồ xanh. Hay đại. Còn đây là... Spider-Woman! Còn đây ai mà khủng khiếp vậy? Tôi là Iron Woman! Bắt nhạc chuẩn bị! 3, 2, 1, nào! Hey! Trái đất này là của chúng mình. Quả bóng xanh bay giữa trời xanh. Bồ câu ơi, cánh chim của đông anh. Hải âu ơi, la 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 la. Cùng bay nào, cùng bay nào, gió trời đất bay. Cùng bay nào, cùng bay nào, gió trời đất bay. Trái đất này là của chúng mình. Quả bóng xanh bay giữa trời xanh. Bồ câu ơi, cánh chim của đông anh. Hải âu ơi,
ngợp chết. Ui. Ban giám khảo bàn bạc thống nhất cho điểm. Tôi chọn Hà Thí Ân. Anh Quỳnh rất là thích cái sự nhiệt tình của em mà lăn lộn trên sân khấu như vậy, không có ai làm được, nhất là phụ nữ. Như vậy ban giám khảo quyết định cho thí sinh nào. Bây giờ tôi quyết định con siêu nhân này nhất là siêu nhân này. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả cũng như đặc biệt là ba vị giám khảo sẽ xem lại 10 tiết mục của chương trình hôm nay. Cớ sao buồn này kìm, cớ sao sầu này kìm, ai thương em hơn anh mà tìm. Cớ sao anh này kìm, hết ngày âu lo rồi, bông mai hôm nay về thấy hoa vàng ở trên. Năm 17 tuổi em đi lấy chồng, trong nhớ đục chịu phận gái sang sông. Hey, hey, Billie Jean, not my lover. She's just a girl who claimed that I am the one. But I can't, not my song. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời. Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi. Thế nghĩa là yêu quá đi mất rồi. Và nghĩa là cô là tất cả. Cô là tất cả của đời tôi. Xưa thật là xưa. Nhớ mấy cho vừa. Nhớ mẹ kia. Tôi xin mời quý vị dành những tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón trở lại 10 thí sinh chương trình. Ok, xin mời. Thưa quý vị, bảng điểm của 10 thí sinh chương trình ngày hôm nay như sau. Y Thành 87 điểm, Hoàng Nghĩa 88, Phúc Lâm 95, Quỳnh Anh 97, Quỳnh Trang 99. Và thưa quý vị, 5 số điểm còn lại thuộc về Hồng Gám Tròn 100 điểm, Như Trang 104, Mỹ Ngọc 104 đồng điểm, Lê Thái Sơn 106, Hà Thúy Anh được cộng 10 điểm cho nên vượt lên 116 điểm. Chúc mừng. Thưa quý vị, và số điểm vừa rồi đó là có cộng thêm 10 điểm trong phần tập thể của điểm thử thách. Hai thí sinh được cộng điểm chính là Hà Thúy Anh và Quỳnh Trang. Còn bây giờ, xin mời ban giám khảo sẽ quyết định 10 điểm tặng ai. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Đối với Mạnh Quỳnh thì cái thí sinh mà đã chiếm trọn cảm tình của Mạnh Quỳnh không ai khác là người hát Biển Cả. Chúc mừng, bạn đã nhận thêm 10 điểm. Hà Thúy Anh ơi! Xin mời tiếp tục với giám khảo Phi Nhung. Mười điểm của Phi Nhung trân trọng gửi đến cho bạn Như Trang. Chúc mừng, mười điểm từ giám khảo Phi Nhung. Và cuối cùng
giám khảo Dương Triệu Vũ. Hôm nay phải nói là tiết mục nào cũng tuyệt vời hết. Thiệt sự giống như là coi một buổi ca nhạc vậy chứ không phải là một buổi thi đấu nữa. Vũ sẽ dành 10 điểm này cho em Lê Thái Sơn. Chúc mừng Thái Sơn 10 điểm. Thưa quý vị, thí sinh cao điểm nhất tuần sau sẽ có 10 điểm và họ sẽ hiên ngang hát mở màn. Hãy xem kìa, người ấy ở đâu. Chúc mừng Hà Thúy Anh 126 điểm. Thưa quý vị, cũng xin lưu ý tất cả những số điểm ngày hôm nay sẽ xóa trong tuần tiếp theo, có nghĩa là chỉ duy nhất Hà Thúy Anh vào vòng sau có sẵn 10 điểm. Còn bây giờ, điều quan trọng là hai thí sinh thấp điểm nhất sẽ phải hát một bài song ca của nhạc sĩ Đức Huy, Đừng Xa Em Đêm Nào. Chúng tôi xin mời 8 thí sinh còn lại về vị trí an toàn. Xin mời các bạn. Thưa quý vị, ca khúc được chọn song ca không phải là nam nữ mà hai chàng trai. Và không có em nào muốn xa anh Huy, bởi vì xa anh Huy đêm nay cũng có nghĩa là giả từ chương trình. Hãy cho tràng pháo tay cổ vũ cho Y Thanh và Hoàng Nghĩa. Xa em đêm nay khi ánh trăng qua hàng cây, đừng xa em đêm nay đêm rất dài, vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn, con tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay, hãy nói em sẽ ở đây, đừng để một mình anh nơi chốn này. Hãy ôm anh trong tay cho anh biết em cần anh, và hãy nói em vẫn yêu anh. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối khi nằm lặng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm dù em giấc ngủ yên. Đời anh vắng lành và em đã đến như ngọn nến trong bóng đêm, nến trong bóng đêm soi vào tim em những sao xuyên tân quên. Đừng xa em đêm nay khi ánh trăng qua hàng cây, đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Hãy yêu em đêm nay cho anh biết hết ngày mai, đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Thưa quý vị, đây là kịch trong kịch. Trên sân khấu nhỏ, hai chàng trai không muốn xa người anh trai của mình. Trên kia, một chuyện tình khác của hai chàng trai cũng không muốn xa nhau. Mà có lẽ đây là một kỷ niệm đẹp đối với nhạc sĩ Đức Huy trong cuộc đời. Chưa bao giờ bài song ca này lại được có một bố cục lạ như thế. Thưa quý vị, và chuyện vì đến sẽ đến. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Quỳnh cảm giác như cái tim mình nó muốn rớt ra vậy đó. Nhất là thấy những hình ảnh hai bạn song ca với nhau thế này sẽ không bao giờ tái diễn lại lần thứ hai. Sự trình bày của hai bạn vừa rồi thì
Minh Quỳnh xin đặt niềm tin vào Hoàng Nghĩa. Chúc mừng, một phiếu từ giám khảo Mạnh Quỳnh. Xin mời Dương Triệu Vũ. Bây giờ phải rơi vào cái tình trạng mà một trong hai người phải ra đi thì làm cho Vũ cảm thấy rất là khó xử. Vũ sẽ tặng cho Thành phiếu. Một điều. Trời ơi, Phi Nhung phải đứng giữa con đường lựa chọn. Sẽ chọn Hoàng Nghĩa hay Thành tiếp nối chương trình? Hãy nói đi Nhung, dù tan nát cõi lòng. À, với Phi Nhung thì Nhung đều yêu mến cả hai bạn luôn. Bạn nào cũng có một cái sự đặc biệt riêng hết. Nhung à, Nhung chọn cái giọng mạnh mẽ, Nhung chọn Hoàng Nghĩa. Hoàng Nghĩa, chúc mừng. Thưa quý vị, chúng ta sẽ mời 8 thí sinh trở lại chia tay với Đi Thanh. Đường xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây. Đường xa em đêm nay đêm rất dài. Vòng tay em